Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Hơn 100 người mất tích ở Tứ Xuyên và Vân Nam do lở đất. Kính thưa quý vị, sau khi dòng chảy mảnh vỡ Juku chôn vùi hơn 1.200 người, dòng chảy mảnh vỡ cũng xảy ra ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên và thị trấn Panti ở Công Sơn, Nữ Giang, Vân Nam. Theo thông tin sơ bộ, ít nhất hơn 100 người mất tích và 7 người bị thương. Mưa lớn ở nhiều nơi ở Trung Quốc đã gây ra lở đất ở các khu vực khác nhau. Quận Juku, nơi vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong tuần này, đang lên kế hoạch tái thiết. Quận ủy tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng lại quận lỵ tại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, do dân cư địa phương đông đúc, các chính sách như xuất khẩu lao động hoặc khuyến khích di cư sẽ được xem xét để giảm dân số. Theo dòng chảy mảnh vỡ Juku đã chôn vùi hơn 1.200 người, dòng chảy mảnh vỡ cũng xảy ra ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên và thị trấn Pranti ở Gongshan, Nyonggang, Vân Nam. Theo thông tin sơ bộ, ít nhất khoảng hơn 100 người mất tích và 7 người bị thương. Mưa lớn ở nhiều nơi ở Trung Quốc đã gây ra lở đất ở các khu vực khác nhau. Vụ mới nhất xảy ra ở Gongshan, Nyonggang, Vân Nam vào khoảng 1 giờ sáng qua. Gần một mỏ quặng sắt ở thị trấn Puladi, Gongshan, Vân Nam, gần Myanmar, mưa xối xả đã gây ra lở đất. Tính đến trưa ngày nay, ít nhất 67 người mất tích và 7 người bị thương. Thị trấn Prati đã bị mất điện và thông tin liên lạc bị chặn. Tình hình thương vong chỉ có thể được xác minh cho đến khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Địa điểm này nằm ở một khu vực miền núi, nơi có hơn 60% nông dân sống ở lưng chừng núi, cũng đã xảy ra một trận lở đất vào tháng trước, khiến 11 người thiệt mạng. Ngoài ra, tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả, 10 thành phố và tỉnh lại bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở đất lớn trong 6 ngày qua. Và 400.000 dân làng đã phải sơ tán, trong đó 31 người mất tích ở Vân Xuyên, nơi từng hứng chịu trận động đất lớn năm 2008. Hơn 20.000 người phải di rời khẩn cấp và hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Đối với huyện Jongku ở phía nam tỉnh Cam Túc, số người chết vì trận lở bùn lớn đã lên tới 1.270 người, còn 474 người khác vẫn mất tích. Quận Juku, nơi vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong tuần này, đang lên kế hoạch xây dựng lại. Bí thư quận ủy Phan Wude cho biết quận sẽ được xây dựng lại trên địa điểm ban đầu hoặc cung cấp quỹ để khuyến khích di cư sẽ được xem xét để giảm dân số. Lượng mưa có thể tăng lên, sông Dương Tử trong tình trạng khẩn cấp. Quý vị thân mến, Trung Quốc hiện đang phải chống chọi với trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Dự báo thời tiết của Trung Quốc cho biết sẽ có mưa ở nhiều nơi hơn và mực nước ở sông Dương Tử gần với mức cao nhất mọi thời đại, chỉ thấp hơn khoảng 17m so với mức tối đa 175m tại đập Tam Hiệp, nơi được sử dụng để kiểm soát lũ lụt. Hiện tại, Trung Quốc đang phải chống chọi với thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong 22 năm qua. Thảm họa mưa lũ hoành hành nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc tiếp tục gây thương vong cho nhiều con sông ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Cam Túc, Quảng Tây, Hà Nam, Hồ Nam và Hồ Bắc đã làm vỡ bờ, sập núi và gây thương vong nghiêm trọng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thăm Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác cách đây vài ngày, yêu cầu đảm bảo an toàn cho các công trình kè và hồ chứa quan trọng. Ông Lý Khắc Cường nói các nỗ lực chống lũ lụt của Trung Quốc đang ở giai đoạn quan trọng, đồng thời kêu gọi các quan chức liên quan chuẩn bị cho thảm họa và lũ lụt nghiêm trọng hơn. Dự báo thời tiết của Trung Quốc cho biết sẽ có nhiều mưa hơn và mực nước ở sông Dương Tử gần với mức cao nhất mọi thời đại, chỉ thấp hơn khoảng 17m so với mức tối đa 175m tại đập Tam Hiệp, nơi được sử dụng để kiểm soát lũ. Hiện tại, lũ Tam Hiệp đang tiến đến Cửu Giang ở Giang Tây. Cục Kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết nếu không có lượng mưa đáng kể ở khu vực thượng nguồn, lũ Cửu Giang dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới. Theo số liệu chính thức được công bố, 113 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, 701 người chết và 347 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 142,2 tỷ nhân dân tệ. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm rất nghiêm trọng. Các bạn thân mến, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực lũ lớn. Theo Tân Hoa Xã, trong mấy ngày tới sẽ có mưa to đến rất to và mưa to ở cục bộ miền Trung và miền Nam tỉnh Cát Lâm. Hiện mực nước nhiều nơi dọc sông Tùng Hoa số 2 đã vượt mức báo động, tình hình lũ lụt khá gay gắt. Đài quan sát khí tượng tỉnh Cát Lâm đã nâng cảnh báo mưa bão màu xanh lên cảnh báo màu vàng vào lúc 5 giờ.
Dự báo đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to ở khu vực phía đông và nam Trung-wan, Changyun, Chinping, Liaoyang, Jilin và hầu hết các khu vực phía bắc của Tonghua và có khả năng xảy ra lũ lụt và thảm họa địa chất. Kể từ cuối tháng 7, mưa lớn ở tỉnh Cát Lâm đã khiến mực nước sông Tùng Hoa tăng mạnh. Gần một nửa trong số 100 hectare đất canh tác ở huyện Nong Gan nằm dọc theo sông Tùng Hoa thứ hai đã bị ngập lụt và 40.000 người ở 4 thị trấn, 16 làng và 73 ngôi làng tự nhiên bị đe dọa. Chính phủ Trung Quốc hôm nay cho biết số người thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt trên cả nước đã tăng lên gần 1.700 người. Chính phủ Trung Quốc cho biết hôm nay rằng các nhà chức trách cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn vào mùa hè, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Trận mưa lớn cũng gây ra nhiều vụ sạt lở đất và cắt đứt nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Liên quan đến những trận lũ lụt gần đây ở Trung Quốc, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình bình luận tin tức chính sau đây. Tờ China Daily tiếng Anh hôm qua đưa tin một hòn đảo rác khổng lồ tích tụ do mưa xối xả và lũ lụt có thể làm đổ một cây cầu và chặn hai hồ chứa lớn ở Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra rằng hòn đảo nổi rác có diện tích 15.000 m2 trôi vào Ba San, một thành phố ở phía đông bắc tỉnh Cát Lâm và dừng lại dưới một cây cầu chặn dòng nước. Các quan chức lo ngại rằng nếu các thủy thủ đoàn không dọn sạch đảo rác, nước lũ mới sẽ làm sập các cây cầu và chặn dòng nước lũ của hồ chứa Yongfeng nếu đảo rác này chảy xuống hạ lưu. Các nhà chức trách hiện đang làm việc tích cực để loại bỏ rác. Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát cho biết, cho đến nay 40 xe tải chở rác đã được loại bỏ, nhưng có thể vẫn cần 200 xe tải cho phần còn lại. Ngoài lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt cũng đang tàn phá các tỉnh của Trung Quốc. Hôm thứ Tư, 34 quận và thành phố ở Giang Tây đã trải qua nhiệt độ khắc nghiệt trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây lại đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Đây cũng là mức cảnh báo nhiệt độ cao. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, vào ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại các trạm khí tượng ở 86 quận và thành phố ở tỉnh Giang Tây đã vượt quá 37 độ C và 34 trong số đó vượt quá 40 độ C, với 41,2 độ C ở huyện Trương Chan là cao nhất. Người ta hiểu rằng vào cuối tháng 7, hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tây trải qua thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao. Sau khi bước vào tháng 8, tỉnh Giang Tây lại trải qua nhiệt độ cao liên tục. Trong số đó có 2,162 triệu hecta vùng nhiệt độ cao có nhiệt độ mặt đất trên 50 độ C, chủ yếu nằm ở vùng cát của các đô thị và sông ngòi. 9,182 triệu hecta vùng nhiệt độ cao trên mặt đất có nhiệt độ mặt đất là 45 độ đến 50 độ C, chủ yếu ở Xi'an, khu vực đô thị trung tâm hoặc vùng đất khô của thành phố. Khu vực nhiệt độ cao trên mặt đất 40-45 độ C có diện tích 166,169 triệu hecta, chủ yếu nằm trong đất nông nghiệp khu vực toàn tỉnh. Đồng thời, nhiệt độ cao liên tục đã khiến khu cầu điện dân dụng tăng mạnh và phụ tải điện của lưới điện Giang Tây liên tục đạt mức cao mới. Vào lúc 11:21 ngày hôm nay, phụ tải điện của lưới điện Giang Tây đạt 11,33 triệu kW. Đây là lần thứ 3 trong mùa hè này đạt mức cao kỷ lục. Đây cũng là lần đầu tiên phụ tải điện của lưới điện Giang Tây vượt quá 11 triệu kW. Chính phủ Trung Quốc cảnh báo về xu hướng xấu đi. Quý vị thân mến, kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng 6 năm 2022, dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Cát Lâm là 4,329 triệu người. Số người chết vì thảm họa đã tăng từ 63 lên 74 và 59 người mất tích do thảm họa. Cát Lâm khẩn cấp phân bổ 35 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai. 3 trong số 4 đường ống dẫn nước ở thành phố Thông Hoa, Cát Lâm đã bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Việc đặt các đường ống dẫn nước mới hiện đang được tiến hành. Sáng sớm hôm qua tại thành phố Bách Sơn, tỉnh Cát Lâm đã xảy ra mưa lớn, một số khu vực mưa đặc biệt lớn, một số cầu đường bị lũ cuốn trôi, nhà cửa và ruộng đồng bị ngập nặng. Lực lượng cứu hộ đang sửa chữa bờ kè sông Hu Giang bị hư hỏng do lũ lụt. Vào sáng sớm hôm qua đã có mưa to ở thành phố Ba San, tỉnh Cát Lâm và một số khu vực mưa rất to hơn 250 mm. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Cát Lâm, sẽ có một đợt mưa lớn nữa tại khu vực địa phương vào tuần tới. Do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt trong những ngày qua đã xảy ra tình trạng thiếu nước tại các thành phố Ba San, Thông Hoa, Antucauti và các thành phố khác của tỉnh Cát Lâm. Ngoài ra, nhiều ruộng rau của địa phương đã bị cuốn trôi do mưa lớn và lũ lụt, khiến nguồn cung rau ở những nơi này gặp khó khăn. Tại thành phố Ba San, tỉnh Cát Lâm, nhiều nhà hàng đã phải đóng cửa vì thiếu nước hoặc từ chối yêu cầu dùng bữa của khách.
Trong một khu chợ ngoài trời ở thành phố Baisan, các loại rau mà những người bán rau bày lên quầy của họ trở nên rất ít và nhiều loại có xu hướng tăng giá. Nhân viên phục vụ của khách sạn Bayi ở thành phố Baisan mô tả rằng khu vực nguồn nước của thành phố Baisan đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lớn. Độ đục của nước tăng lên gây khó khăn cho việc xử lý và tình trạng gián đoạn nguồn nước đã bắt đầu xảy ra. Khách sạn Bayi, địa phương chỉ có cung cấp một lượng nước nhỏ vào khoảng 12 giờ tối. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hàng trăm nghìn người ở cả thành thị và nông thôn Baisan cũng đang gặp khó khăn trong việc uống nước. Mạng tin Qingdao đưa tin, để cho phép người dân uống nước sinh hoạt, thành phố Thông Hoa đã huy động tất cả 6 siêu thị lớn trong thành phố, đảm bảo có đủ nước uống, giá cả ổn định và giải quyết các vấn đề khó khăn về nước uống. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả kể từ cuối tuần qua, thị trấn Lanjiang ở huyện An Tu bị ảnh hưởng nặng nề, một số ngôi làng bị ngập hoàn toàn. Hiện người dân vùng bị thiên tai đang đẩy nhanh công tác tái thiết sau thiên tai. Trận mưa xối xả vừa qua đã khiến đường cấp nước ở thành phố Thông Hóa bị trục trặc, khiến thành phố mất nước. Hiện các bộ phận liên quan đang nỗ lực sửa chữa, chưa rõ thời điểm cấp nước trở lại. Bờ kè của hồ chứa nước Trang Lưu, nguồn nước của thành phố Thông Hoa đã bị lũ cuốn trôi, nước lũ ngay lập tức bao vây tòa nhà văn phòng của công ty cấp nước. Ba nhân viên của công ty cấp nước trong khu phát triển kinh tế bị mắc kẹt, may mắn thay các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu ba nhân viên. Kể từ tháng 7, trận mưa xối xả ở thành phố Hua Tian, tỉnh Cát Lâm đã gây ra lũ quét và nhiều thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức sửa chữa khẩn cấp các phương tiện cấp điện, thông tin liên lạc, giao thông cũng như tiêu độc, phòng chống dịch tại các vùng bị thiên tai. Thành phố Thông Hoa không có nước trong 3 ngày 2 đêm. Wang Rumin, giám đốc Cục Tiện ích Công cộng Thông Hoa cho biết 4 đường ống dẫn nước ở thành phố Thông Hoa đã bị lũ cuốn trôi, bao gồm một đường kính 1.000mm, một đường kính 900mm và hai đường kính 600mm. Đoạn hư hỏng là đoạn từ trạm bơm đến nhà máy lọc nước bị cuốn trôi cách sông Emi 1,3 km, 4 đường ống bị hư hỏng đã bị cuốn trôi, gây ra tình trạng mất nước ở Tông Hua. Để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho hơn 300.000 người dân thành phố trong một thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Jijian đã đưa ra thông báo về việc bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt bất ngờ ở sông Tùng Hoa. Công ty nhiệt điện sông Cát Lâm và công ty phát điện Hung Giang trực thuộc của nó đã phải hứng chịu tổng cộng hơn 2,5 triệu nhân dân tệ trong trận lũ lụt. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.